nó tôi táp một cọng thì chùa thấy không? Dạ, nó quay đầu táp như điên vậy. Đó. Đó. Sáng trưng luôn rồi các bạn ạ. Đó. Ông chùa cắm gì vậy đó? Đây là vô ăn cháo nè. Cứ từ từ. Bỏ nó lên trên nó biết nguội, em để dưới đây nó còn nóng hoài, dưới còn than quá trời kìa. Ủa sao? Cái sao kia? Đây thấy cái thịt chưa? Đó, nguyên miếng luôn. Con này cả nhà ăn cháo. Con này ngon nữa các bạn. Trời ơi. Chà bá luôn. Con hết cái gì. Trời ơi, con này bằng cổ tay chuột các bạn ạ. Quá trời luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, ốc rồi, ốc rồi, ốc chết. Con cá bắp chiên lượng chà bá luôn. U. Ai nó mày nó mày nó mày nó. Mình lấy được đi à? Gọi điện chỗ khác đi chơi chị. Mình với lại chuột xin chào cả nhà. Chào nhà. Hôm nay đáng lẽ là buổi sáng anh em đi đi thăm Chúng Lương với lại Cửa Ngục quay lại nhà xem. Mà sáng thì gọi cho anh Út với lại Long thì công việc ở hội quán bận quá các bạn ạ. Thế là mình với lại chuột phải chạy về hội quán để mà phụ giúp anh em. Đó. Quá trời luôn kìa. Ù. Cái lay hay một hồi cái là tới 5 giờ chiều luôn cả nhà. Ra tới đây là coi như là trời tối thui rồi. Nhưng mà mình phải đi thăm thôi, không là nước nó cạn. Nước cạn thì mấy mình mà đặt được con gì là nó chết các bạn ạ. Dạ. Ù cua cá quá. Đó cua nữa kìa. Cá là cá bãi trầu hay gì chuột? Cá sặc. Cá sặc, cá bãi trầu tùm lum đó. Thêm cá rô nữa kìa. Thôi đi chuột ơi. Đây cũng cá rô gì nấp cái cá rô với cá sặc nó cạn nước các bạn, nó tụ đi một đống luôn rồi. Đi. Cái anh em đây hoài một hồi là trời tối luôn các bạn. Nhưng mà bây giờ phải đi. Nguyên ổ luôn rồi. Đó. Phải đi thăm thôi. Nó nguyên ổ luôn, chạy đục nước hết. Còn cái này mà lấy cái rổ thì xúc cái lực nhiều lắm luôn đó các bạn. Nước cạn hết rồi nè, các bạn thấy không? Cạn hết rồi. Còn nguyên một cái đầm. Cá rô nữa quá trời luôn. Bên này có đường mưa cạn nước hết luôn. Cạn hết rồi. Tranh thủ chuột ơi. Cho nên là buổi tối quay cái ánh sáng nó không có được đẹp cho cả nhà thông cảm nha. Nó nhiều kinh khủng luôn cả nhà. Anh Út với lại Long đặt chứ không phải là mình với lại chuột đặt mấy cái cửa ngục này, mình với chuột đi đặt chúng. Trời ơi. Có con nào không? Trời ơi, cá quá trời luôn em ơi. Trời. Bậy hả luôn. Trời ơi. Quá trời cá. Trời. Quá trời luôn, cá rô, cá lóc rồi. Cá rô, cá chảo, con lau kiến nữa. Con gì dưới đó chuột? Cá lóc. Cá lóc rồi. Bỏ đổ vô túi luôn. Đưa lên trên đổ vô túi coi. Đưa lên trên đây. Mình cầm cái đèn này cho lên là nó hả? Quá trời luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, ốc rồi, ốc rồi, ốc chết. Con cá bắp chiên lượng chà bá luôn. Nó chừng cái đầu bên kia. Để em cầm cái đầu bên đây. Vô luôn các bạn ơi. Ông đặt ở đâu nữa ta? Để ra anh à đổ luôn ha. Để vũ đi chứ lại gom lại cái đầu. Quá trời luôn. Vô mảnh rồi các bạn ơi. Trời ơi. Một
đống luôn. Trời ơi. Thấy mê quá bạn. Ôi ốc chết đuối. Ôi. Bên này con lươn với rắn nè mình. Lươn chà bá luôn, con cá lóc nữa nè. Ôi con lươn các bạn thấy hết hồn không? Lươn chà bá luôn. Con này với 60 lạng á. Đó là trùng trùng bắt con lươn con trùng. Đổ đổ vào đây luôn em. Đổ đi. Là nghe luôn cho nóng. Rồi rồi. Vô mảnh rồi các bạn. Hay mình đặt lâu nó mới được vậy ta. Các bạn nghe tiếng ẹo là do cái này nè các bạn. Đó cái quạt gió á, của cái đèn led đó các bạn nghe nó hơi ồ, các bạn thông cảm đi. Tối mình muốn cho ánh sáng xíu. Không được. Để anh cầm. Đây. Được không? Anh cầm nghe được không? Em cầm tay bên đó. Vô nó vô cái đầu. Đó, đúng rồi. Rồi. Mấy cá gô luôn nha. Nó đang bắt cá gô ra. Trời ơi, ui con rắn. Từ, khoan. Từ đánh chuột. Không sao. Cứ chậm hả? Để nó nghe đi. Mở túi là từ. Lại. Không sao hết. Em ơi. Em ơi. Không sao nha. Bé cứ vào nha. Không sao nha. Cứ vào đây đi nha, anh thương nha. Rồi, chụp lại. Mày thương nè. Cá rô. Tẩu thoát rồi mày. Này còn cá rô nữa nè mình. Sẽ qua đèn. Nhìn cái quá đèn nó sẽ. Đó. Bên này là cá đóng thái luôn nè. Cái thứ gì? Còn dây á. Trời, con dây á, anh đeo cái bình ở vỏ. Trời. Cá luôn nè. Đó. Rồi. Một đống luôn. Nhưng mà để chụp cái này lại. Ôi ôi một mẻ một là các bạn tin nổi không? Quá trời. Quá trời quá đất cực các bạn. Cá chào, cá đóng, cá rô nữa. Đâu có mấy ông là lau kiến lạc lò này nữa. Nhưng ngoài ruộng có lau kiến nữa. Đâu ngoài đây biết là nhiều á. Kìa đầy kìa. Trời ơi. Trời ơi. Ta đâu kiến rồi. Trời ơi, một mẻ một các bạn ơi. Tin nổi không? Có bà kia xong rồi. Bà kia bán ốc đầu lên kìa. Không sao hết. Bạn của mình mà không sao hết. Không sao nha. Con lươn rồi các bạn. Kinh khủng quá. Lươn chả bá luôn. À. Thì mê chưa? Đi. Cho vô chỗ đi chứ hả? Cầm ra cái tối thì em đặt lại luôn. Không, cái chỗ này như nó cạn tới đây hơi chuột à. Kiếm với chết rồi, không có mang cái gì buộc cái chuột ấy. Rồi xong luôn. Không có, anh đẹp đấy hả? Cứ tạm thời như vậy đi. Cái chỗ này là như nó cạn tới đây thôi à. Nước cạn bên kia cạn khô, bên đây nó chỉ như này thôi à. Đấy, đặt lại bên này cũng đi. Đặt lại luôn hả? Đặt lại luôn. Thấy ham quá các bạn ơi, đặt lại luôn. Cái ở đây đúng không chuột? Thấy thường. Đây có anh bên đây nặng lắm. Có không? Có nãy. Lắc nhẹ cái cơ. Đừng làm anh thường hụt nha. Nãy giờ. Đau đổi thôi rồi. Nãy giờ 2-3 cái mới dính á. Ủa? Cái đèn bị gì á? Nó bị lỏng ở trong. Anh ngồi xuống cái nó. Nó bị lỏng ở trong cái vỏ. Ý. Trời. Chà bá luôn. Hầm làm hết hồn. Ở hai con luôn hay gì? Hai con luôn sao? Cho trong túi đi, cho túi đi để nó trừng nhé. Trong túi. Trời ơi, ba con luôn. Ba con luôn các bạn ơi. Ba con, hai con chà bá luôn. Ấy da, ấy da, con gì cánh cổ. Hai con chà bá luôn. Như một con nhỏ nữa. Ủa sao? Trời ơi. Cái đèn này nó nó bị gì thôi, tôi coi. Đây nó bị chặt điện đây này. Bung ra. Nhà lại. Từ, các bạn chờ mình chút xíu nha.
các bạn ơi. Trời ơi, chà bá lửa luôn. Con này bự chưa nè, có con này nhỏ. Con này chà bá luôn. Hai con này thì trọng trọng nè, con này bự nè. Con này thì nhỏ. Con này nhỏ các bạn. Con này mới bự nè. Trời ơi. Đi đi. Để dọc đường đi, lát anh em mình về cô. Vô các bạn ơi. Ấy giờ thăm mấy cái mà không có cái nào có. Có cái lúc nãy là có được 3 con các bạn ơi. Là gần chục ống rồi chứ chưa có dấu hiệu gì á. Bỏ lên đây đi, bỏ lên đây đi, quán luôn hay gì à? Thăm gần chục cái rồi dính được con cái. Gì kỳ chơi. Đi đi. Không ổn được các bạn ơi. Để chọc anh chuột à? Nặng nha, nặng. Để giờ thấy cái nào mà cũng nặng hết á. Có rồi, cái này có nè. Rồi, rồi 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 rồi, ok. Hình như hai bà con luôn hay sao? Thấy nặng lắm. Ý, mình thấy gì chưa? Rồi rồi. Ui ơi, ơi. Thấy gì chưa? Con này ngon nữa các bạn. Trời ơi, chà bá luôn. Trời ơi, con này bằng cổ tay chuột các bạn ạ. Chà bá luôn. Chụp nứt cả ống luôn. Để mở cái túi. Từ mở cái túi ra. Bệnh là cái cho chắc. Chứ để nó chui ra cái nó phóng là giờ không kịp. Mấy con này vậy chứ nhanh lắm. Từ thấy. Đổ nó vô. Ơi, trời ơi. Trời ơi, nó chèm ươm được các bạn luôn. Đấy, có một con luôn à. Có con nè, có một con nè. Con này đúng rồi, bằng cổ tay luôn. Con này chắc bị kẻ khí các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, bằng cổ tay chuột luôn. Đi. Trời ơi, một con. Con nào đáng con đó các bạn. Cầm. Em cọc. Có một con là thấy nó nặng quá, tưởng nó dính hai ba con luôn chứ. Trời ơi. Cầm cả ống nặng luôn á. Chà bá luôn. Tan lưng bự hay chuột nhỉ? Hàng khủng không? Ừ. Lúc nãy anh em đang đi thăm các bạn thì cái máy quay hết pin. Do là mình quay cả đêm á. Có mấy con ngợp rồi các bạn ơi. Nhưng mà nhiều lắm. Quá trời quá đất luôn kìa. Có mấy con nó bị ngợp rồi các bạn. Có mấy con bị ngợp các bạn. Hàng bự bự không này, cá đổi luôn chục. Đổi luôn đi. Cho các bạn xem. Nãy mình đang quay cái là máy nó báo hết pin luôn các bạn ạ. Mình quay cả đêm về cái mình không có sạc. Có cái bà đây, chạy lên lại đi. Mèo xử nó mèo. Xử nó mèo ơi. Chơi nó em. Chơi nó. Chơi nó sợ à? Coi kìa. Cái mèo trắng nè. Mèo. Đây nè. Kìa nó kìa. Đó. Thôi, bỏ đồ này vào trong đi. Từ cho cái bộ lứt này vô trước. Vô bạn ơi. Hồi nãy vô được cái bộ lứt nè. Con bộ lứt nè. Rồi. Con mấy con cá sặc nó vô. Con này bị con lương nó bị ngợp rồi chuột à. Con nào ngợp mà chắc phải làm thôi. Có mấy con nó bị ngợp mà con này con nào đâu rồi? Mèo. Đây. Hôm nay là lời thành quả là các bạn ạ. Là mình chưa có đi thăm mấy cái giỡn hết nữa nha các bạn. Đó. Không có mấy con cá sặc nó vô lâu nó đi đài hết rồi. Chết hết.
mấy con cá lóc này. Thôi cho mấy mèo đi. Mấy con này nó ngợp rồi nè, lươn này nó ngợp rồi nè. Rồi đây con này nó ngợp luôn rồi nè. Nó tại nó vô lâu quá. Vô lâu quá. Trời ơi bự ghê các bạn ạ. Cái này cho mấy mấy mèo đi. Hai con lươn này nó mới ngợp rồi chuột ơi. Con cá lóc chà bá luôn nè mình. Ừ. Nè đây con nó. Đấy, hai con này bị lắm. Hai con này bị ngợp, để nó qua bên liền. Rồi làm xong. Để con này đi. Đây con này cũng chà bá luôn nè nó. Ôi giời con này cứ ghê các bạn ạ. Chà bá nữa luôn nè. Mấy con này nó cũng đuối hết rồi. Con này chắc cũng phải cả 6 7 lạng rồi các bạn. Cái kinh khủng không? Đó mình. Trời ơi. Ghê tay luôn. À, đây cũng con cũng gần nửa hơn nửa cổ tay luôn nè. Đó. Không mồi mồi này bén chuột ạ. À. Mồi này bén, đúng không? Nè cẩu tay luôn nè, đó. Toàn là lươn bự bự, có mấy con nhỏ nhỏ rồi các bạn ạ. À. Vô trúng con nào bự bự con đó không? Rồi, mấy con nhỏ nhỏ, nhỏ. Đây có con này, mấy con này hơi nhỏ. Con này chắc cho mèo ăn đi chuột ơi. Mấy con này nó đi đại hơn hợp rồi. Thì đáng lẽ là mình tính là kiếm một mớ về cái anh em làm món ăn tẩm bổ. Đó, sau một đêm dài như vậy nhưng mà bây giờ cũng trễ rồi, anh Đốt với lại Long thì cũng mệt nghỉ ngơi rồi các bạn ạ. Thì để ngày mai thì anh em sẽ làm món ăn ha chuột ha. Để mai nấu đi. Để ngày mai rồi mấy anh em làm món ăn rồi sẽ chia sẻ cho cả nhà. Đã chưa? Kinh khủng luôn các bạn. Mấy con chả bá không? Trời ơi, lươn kia trời, con là bự bự không à. Không, cái bên cái bãi này ngon đó chuột ha. Bên này lươn bự nhiều. Bên này lươn bự bự không à. Bên này hàng khủng không à. Có mấy bự còn nhiều hơn nhỏ nữa các bạn ạ. Đây, con này còn nhỏ nè. Đây, là thành quả là các bạn ạ. Đó. Có hai con kia bị ngợp rồi. Nếu mình để sáng mai thì anh nghĩ là nó đi nhiều lắm đó chuột. Sáng mai là coi như đi ngủm hết luôn. Nó đi ngủm hết luôn á. Mấy con nhỏ nó cũng thôi bây giờ anh em mình tắm rửa làm mấy cái con nào nó ngợp thì làm luôn đi ha chuột ha. Mấy con nhỏ nó cũng gần bằng ngón chân cái luôn anh mình. Ừ. Mấy con nhỏ cũng gần bằng ngón chân cái hết luôn á. Nó bự gì bộ nhỏ nhỏ hết rồi. Có mấy con kia là vừa vừa thôi chứ còn toàn là trọng trọng không các bạn. Con này ghê kinh khủng luôn. Đó. Nó già đi khui thôi anh mình. Ừ, con nó già, con nó mọc tai luôn rồi đó. Bây giờ anh em nghỉ ngơi rồi ngày mai sẽ tiếp tục quay clip làm món ăn cho cả nhà xem. Bây giờ thì cũng trễ rồi các bạn. Mình cũng với lại chuột cũng mệt rồi tại vì anh em chưa có ngủ đó. Đi xuống bạn ơi. Nguyên một đêm luôn rồi sáng về phụ ở phụ mấy anh em làm ở hội quán nữa. Còn bây giờ thì mình với lại chuột xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong một clip tiếp theo vào lúc 9 giờ sáng nha cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Bye. Chào cả nhà. Wow, đã thật ạ.